Hello anh em và chào mừng anh em quay trở lại với channel của CZ. Mình là CZ đây và mình buồn ngủ quá, chắc mình chưa nói chuyện này xong mình đi ngủ. Chưa biết các bạn này đánh gì. Mà tỷ lệ chí mạng của mấy con này ở đâu nhỉ? Kiểu ý là kiểu bao nhiêu phần trăm tỷ lệ chí mạng của mấy con này vậy? Kiểu nó bắn không nó cũng có thể ra chí mạng đúng không? Không có chỗ nào ghi tỷ lệ chí mạng nhỉ? Hay là cái này đi. Nào này đi. Chọn uy tín. Mình nghĩ là uy tín. Nếu mà đây là con Rat2 bị VO2 nữa thì chơi. Ông Gindu cũng là một sự lựa chọn không phải là quá tệ. Mong là không quá tệ. Má nó gì đây ghê thế. Gindu thì phát choáng đẹp này. Ulti già ulti này. Đẹp này. Trời ơi bốn tướng anh em ơi. Ôi nó xiên mình rồi. Đánh thường. Già ulti đẹp ơi. Mày hả bừa ấy. Nào anh em nói gì đi. Anh em hãy nói gì đi. Thêm một con già nữa đi. Biết đâu ra con già 2 thì cũng không chơi nhỉ. Ra con già 2 cũng không hợp lý lắm vì hơi tốn tiền. Nhóc đi. Hãy tạm biệt. 2 mili này cũng ok. Bán này đi. Thêm một con Amelie nữa. Thêm một con Amelie nữa. Cần bán ra. Bán ra. Bán Vio. Bán ra đi. Chết rồi, bây giờ sẽ kích thêm con gì nhỉ? Đỡ đòn thủ vệ. Đỡ đòn thủ vệ. Mà con giả này gánh vãi. Có video đi. Thích con giả vậy. Ok anh em ơi, tươi tắn. Anh cầm nhận trận đấu con giả gánh này. Con này con giả này gánh vãi. Thời gian choáng 1 giây, 1,5 giây, 2 giây. 2 giây. Ê con già ba lại cũng tươi ấy nhỉ. Chỉ một con tướng hai vàng thôi nhưng mà đồ gì ta? Các tướng khổ à? Hóa tại hạ này đi. Phát rôn, xem có gì không? Có voi. Đi luôn. Hết tướng rồi. Voi cũng ok anh em ơi, voi dắt thống khổ cũng ok. Cũng là một con bài. Nếu có thể chơi được. Nó xíu, rác đấm. Thứ tán. Đồ này thì đánh cung à. Kẹo đánh cung thật rồi. No. Thú. Nó chưa. Này đi. Giữa hai nền video thì tươi hơn đấy. Thú. Đồ này dễ khả năng vứt con voi kia đi rồi. Voi trận này khả năng không có giá trị rồi anh em. Voi kia xiên sớm đấy. Ui, hai xiên. Thôi chịu rồi. Đá. Không được. Đồ xấu quá. Xấu lắc xấu lơ. 90. Hai này thắng được không? Tốt, top 3 này, top 3 thêm một đồ. Truy hồn. Và mình sẽ bán voi đi luôn.
Bao này luôn. Cung nến thú gì đấy, cung đi. Đồ kiểu này dễ đánh cung hơn. Đồ nó kiểu xấu xấu bẩn bẩn. Crap on hell. Ba con cung, hai con thú. You darling, don't you need me like I need you now? Ý, thêm một thêm phát nữa con rat. Không tị. Piu, bye bye em. Xiên. Giòn hai sớm thế. Scooby-Doo cái gì giòn hai sớm này. Cung đúng không ta? Năm con giòn. Ờ quên mất lấy cái bán thần kia cũng được. Chết rồi, tự nhiên mua nhiều tướng ấy. You ready for this? Bạn này cười thế ha. Chuẩn bị bỏ mấy bạn này đi lấy Van Heo với con này luôn. Bao nhiêu cung? Teo thì bên kia. Phát đấm một phát này, ok. Hai phát đấm, ok. Xấy thẳng này. Ui, đi được. Chơi được anh em ơi, trận này duy hồn sớm mình ném Yon vào được. Xui. Tự chết đúng không? Cầm máu thôi vậy, mất chuỗi hết rồi. Ra ngọc đại mình giữ này lại anh. Không có ngọc đại thôi. Tươi này. Chơi thử cái này mình cho nó ba đồ đi nhá. Xem sao nhá. 2T, 2T cũng tươi nhỉ. 2T cũng tươi ta. Thôi, lấy cái này sẽ thành đồ đi. Quét này thì chưa có ngọc đại. Chọn cái thích này xây thánh đồ nha. Trách thương. Thương đáy bên này. Bắt đáy bên này và một cái đáy nữa. Con nào bắt? Lo à? Lo 1 à? Lo xuống đường đây à? Góc này đi, nè neo đứng giữa đi. Shall I compare thee to a summer's day? Giòn này chắc giòn 2 thôi anh em ơi, lên giòn 3 chắc hơi khổ. Hơi khó. Giòn 3 thì phải chờ thêm định mệnh, hên xui các thứ. Lo xiên đôi nè.
pháo nhỉ? Để xoay đánh pháo thì sao nhỉ? Thôi. Đi lại rõ. Cho Phoenix nhỉ? Tí nữa cho Phoenix vào nhé. Phoenix cầm người đấy, ok, Crash này rồi. Phoenix cầm cái đồ này cũng rất là ok nhá anh em nhé. Kiếm thì cho Phoenix cầm cái đồ này. Hai thương đáy này à. Lại một thương đáy này nữa. Thôi nhé con này đâu. Sâu đời cụ hồ à. Hayate cứu anh Hayate ơi, sấy nó đi. Sấy nó luôn. Sấy nó mà lâu thế. Truy hồn các thứ rồi, cho nó thêm cái đồ này đi. Lâu quá, lâu lê, lâu la lề mề quá, sấy con đấy là xong rồi. Sấy con đấy nó quay ra sấy ba con còn lại. Lâu la mất thời gian. Cho Phoenix nhỉ? Phoenix còn tín hơn. Tin tưởng Phoenix đi. Kệ bà đi. Má ghét ghê. Nhòn đi ngay. Đấy của bạn này để hai thương hai bên mà. Kỳ ghê. Bạn này. Bắt Nhòn đi. Bắt Nhòn vào đây. Phoenix này xà đam. Hai tay công ty lâu quá. Teo à? Hai teo bắn thẳng à? Đâu thế? Mình tính bạn không? Ê, có phải này ném chiêu đẹp thế? Ê, ném chiêu đẹp bất ngờ luôn á. Đó, mình trông nó phải uy tín hơn con hai tay sàm sàm kia không? Phải ném chiêu rất đẹp nhá. Ơ, vô lý ghê ha. Bất ngờ ghê ha. Nếu phát hiện ra sức mạnh của con bài này. Hương đáy hai bên. Hai lốc xoáy à? Tạm tạm. Chấp nhận. Con teo. Thiếu một con teo. Yon này hai đồ rồi thì anh uy tín à? Hay là này nhỉ? Hợp lý đấy, trông vẻ hợp lý đấy. Trời ơi, Yon ba đồ. Xịn đét. Tuyệt vời. Nhót. Không có lên không? Cho Phoenix đồ cho sách sánh cho con teo này. Phoenix hai đồ kia ulti được không? Mình nghĩ là nó ulti được một phát đấy. Thôi kệ cho teo cầm đồ này đi. Tin tưởng Yon. À, 6.800 cả thôi cho Phoenix. Phoenix một đồ này thôi khi cũng carry được. Tin tưởng nó một tí. Hãy thương bắt bên này đúng không? Ok, ok. À, lấy sấy bắt được con cát đây nhỉ? Bắt được cái con cát để trông nó đần độn quá. Hai tay sấy nốt này.
Được em ơi, vẫn cứu được anh. Đèn thế bắt con cát. Chả sao con để con cát ở đấy được nhỉ? Ý là tại sao lại bắt được con đấy đen đấy? Thú à? Thú hả? Thế là trận này cũng không nhiều bởi đánh cung đúng không? Hay lấy hai đồng khổ nhỉ? Thôi hai đồng khổ đi. Thú chỉ kích được mỗi thêm bao nhiêu? Thêm được 10% mà mỗi hai con thú thì đánh ăn thua quá gì anh. Đánh hai này đi. Chết hai tê gánh. Đấy quả đấy đen thôi anh em, con cát nó nhảy vào đấy. Nó tự nhiên con nhát con cát nó nhảy mồm. Đen thôi. Bắt con teo này. Teo bắn được một phát ulti vào góc kia là đẹp này. May hả bưởi, đúng rồi, quá một phát đẹp đấy. Nhưng mà vẫn nên cho con Teo sách thánh hơn anh em này. Teo nó mấy choáng mấy quả điên điên. Bạn đi ơi trả Yon mình này. Trả Yon đi nhá. Yon 10 con thêm cộng 33 con chắc khoảng 4 con nữa thành 14 15 con. Thế là vừa đủ Yon mình luôn, mình cầm 14 rồi. Cái này mình cầm là 4 con đúng không? Phát này lên 14 là đúng này. Chuẩn bài này. Mình tính sai đâu. Sao ta không cầm Yon à? Chắc nhầm bạn anh em ấy. Đây bạn này mới cầm Yon. Đó, cầm Yon, bạn này cũng cầm Gam Yon. Có cả. Cắt cho vào sớm nhỉ. Có sách thánh cũng ngon đấy, nhưng mà thôi, không sao đâu. Chơi này một chút đi. Chứ bỏ thánh đồ đi cũng hơi tiếc. Cắt ngon. Ngoài vòng sau nhé, 20, vòng 20 mình cho vào. Bây giờ teo cũng đang ngon. Rồi, bị Lily hôn rồi. Yon gói thánh đồ đánh điên rồ hẳn. Nhãn đánh cung một trận cung mãn nhãn này thiếu bao nhiêu con nhỉ, một con này, hai con, ba con, bốn con này, bốn do nữa anh em thoải mái. Mấy bạn kia chết chết bớt đi, mình lấy mấy hết mấy con do này về, cứ để hai con ma lốc đấy cho nó khóa các bạn ấy đỡ phải tỷ lệ ra ma lốc nhé. Mình thấy đánh thú cũng khá nhiều rồng Florian này, trông ghê quá. Bên này còn ghê hơn anh em ơi, quả này hai thương chạy đây. Có hai thường là điên lắm. Thường là điên lắm, không biết được. Lo xiên. Xiên. Choáng nó. Sấy nó, đúng rồi. Nhưng mà nó quay ra nó xiên mình. Đừng cho nó xiên, đúng rồi, ok, sấy đi. Choáng. Thôi, xong rồi. Lo cái xiên quả điên lắm. NCH. Quả đấy mình cầm Volcat vào, con cát mình bị xiên chết anh em ơi. Không sống. Don't you want me like I want you, darling, don't you? Now. Thêm Volcat ở đây đúng không? Thế thì thêm này đây, thêm này đây. Sách thánh cho Volcat. Cát đứng xa dưới đi. Anh em đứng lại. Tăng sao à? Thế lấy John 3 nhé, chờ lấy John 3 đi. Nó quy lên.
đẩy được khá nhiều góc này. Thương hai bên kia và con Senel sang đây. Senel sang đây thì kệ bà này. Bạn này con đắp thương cho Madoc này. Còn các thằng vật choi thì mình cho đứng sau sau một chút nhé. Cho mấy con giáp tuấn hổ lên trước đã. Chết trước rồi. Xong rồi mình mới lên chơi. Teo này bắn đâu? Teo bắn thẳng à? Ừ, Teo bắn thẳng. Đánh chịu thôi. Nhiều góc quá, không cảm thấy. Không cảm. Yon sấy chết này nhanh nhào, nhanh lên chết bây giờ. Ok, quay sấy kia luôn đúng không? Đúng rồi đúng không? Sấy nó đi, sấy nó đi. Sấy nó đi, đừng để con rồng nó khạc nữa. Má con rồng nó khạc lâu quá. Ui, không kịp anh em ơi. Con rồng nó khạc nhiều quá. Nào mấy bạn giao một bạn này teo này teo này teo này chơi chơi này láo nhỉ má được chơi đi kịp quỷ đâu ngon này. Tôm cho con cát đấy nhé. Không biết cho nào. Họ Aero cũng được. Cho con cát được cho thêm tí giáp anh em. Cát là thêm tí giáp. Nhảy một phát không kịp. Choáng được này. Yon sấy được. Don't you want me like I want you darling. Thế mình roll hơi vội ấy. Của đấy mình ngỡ là có Yon 3 rồi, để mình lấy Yon 3 mình cọc vào đầu sớm mấy bạn kia đây cầm máu các thứ anh em ấy. Mình ngỡ là có Yon 3 rồi mà không có, ít có. Mình chờ con Quy nữa, chưa thấy con Quy đâu. À đây, bây giờ nó mới ra. Bây giờ thì đã hơi muộn. Victor đi. Dây cuối nhá, dây cuối mình ấy nhá. Quy này. Qua Quy đâu đi. Yon 3. Von cát nhảy này. Yon sấy được con thên không được bổ. Quy đấm được một phát. Piu. Đấm đi, đâu mà đấm được. Run sớm em ấy để còn cọc vào đầu với bạn khác, đến giờ cọc vào đầu rồi. Cướp Yon, cướp các thứ. Anh có thể chờ thêm một chút nữa cũng được nhưng mà đây này anh em thấy cũng có ai còn tiền đâu. À em vội, à em sống vội. Đời này không chờ mà đợi một ai cả. Còn Quy Director 2 rồi. Yon này cầm về cho vui thôi, như còn bạn nào đang tìm Yon 3 nên mình cứ cầm về đi. Bạn này làm cái quái gì nè. Chắc chơi hay đi rắc bà. À hình như ôm đi rắc cho anh em đỡ phải chơi. Hay là thế nào nhỉ, mình cũng chả hiểu ấy. Có hiểu ghê. Rồng bên kia thổi đẹp thế. Yon sấy được này. Cát nhảy được. Dính truy hồn rồi đấy. Giết được nó không ta? Trợ thủ điên đấy. Cách nào giết bạn trợ thủ này không nhỉ? Victor 2. Đến Huy 2 nữa. Đến Vong Cát 2 các thứ nữa. Trợ thủ bạn này cắn. Sâu đờ cụ hồ này. Hết rồi này, bạn Yon kia đi rồi. Bây giờ mình còn bây giờ ba giáp tống khổ lại không ăn thua với cả các bạn hắc ám này anh em ấy. Thế mới dở chứ. Bạn này không ăn thua bạn này. Giờ thì nghĩ nào nhỉ. Quả rồng này thổi đẹp nó này. Làm gì con rồng này. Có gì con rồng này không nhỉ. Rồng thổi đẹp.
Yon của đấy 3.000 giáp phép ở đây mà em cũng không ăn thua à? Gì cái chuyện. Narcot các thứ. Xem cái con Narcot kia chui đâu nhá. Mình né con Narcot nhá. Xem né được thêm gì né. Lên Predictor 2 thêm không? Q2 được. Tăng sót không? Không có. Thêm cầm đi cho em đỡ phải cầm. Cho con cá đi. Không có cách nào đổi góc anh em ơi. Không đổi được góc nào. Đành phải chịu thôi. Không biết lắm nào. Thế này. Bạn này có dễ thở hơn không nhỉ? Yon xây được vào góc kia. Cú bóng cắt của này phải máy quá ăn choáng. Mong bạn sâu đờ này, bạn ấy mất tí máu đi. Thua bạn thua thú rồi đi nhảy. Đúng rồi. Đúng rồi. Nhưng bây giờ mình phải này không đổi được sót tướng à. Chết giờ nhỉ. Mình sẽ thách não bằng một pha bất ngờ đi. Truy hồn cho con kia. Rồi pha này thì không chạy được đi đâu rồi. Bạn kia không chạy được anh em ơi. Bạn kia cũng đứng yên. Tổng bạn ấy thổi khá đẹp này. Narcot bạn ấy chui vào góc này. Này cho con heo đi. Cho đứng tanh lâu lâu hơn tí rồi cho con này này. Ơ chết rồi. Ôi con Phoenix của mình không ăn thua lắm anh em. Nhưng con cá vẫn đang làm việc được này. Phoenix không ăn thua lắm. Cho con cá xuống đáy đi. Nhưng mà không thay được sót tướng em ơi, còn Victor này. Victor xuống đáy à? Victor truy hồn đi, thử xem nào. Nhưng mà phải xây được sót tướng cơ. Đây rồi. Victor xuống đáy nhá. Con heo lên đây. Queen này. Phoenix này. Phoenix này. Victor xuống đáy. Lên đây. Phoenix vào đây đi. Con heo đứng đây. Cái này cho Aeron. Con heo. Cót này chui đây. Run phết nhỉ. À, con cát vẫn nhảy được kìa. Ê, góc này xấu quá. Sao mình bắt được vào con cát nhỉ? À, đấy, 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 đấy. Làm sao? Nhưng mà quả thên kia xây nó hồi tốn máu quá anh em ơi. Gặp trợ thủ đúng rồi, khắc tinh của mình anh em. Trợ thủ thên Noman khắc tinh mình quá. Mình còn lấy lao lấy mấy cái giáp cũng khổ nhiều nữa. Bị cản bước bạn này rồi. Bạn này đánh thên này trâu quá. Khó giết thên thật. Phải có von cát, mấy giáp von cát đứng góc đấy. Ừ, em phải cho von cát cản con thên. Nên lỗi. Ủa? Ai trời ơi. Vậy thôi anh em ơi, mình đến đây kết thúc rồi. Anh em thích kênh này like, subscribe và see you next time anh em. Bye bye.